是新著名新闻，越南语。 Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Hoa. Đầu tiên, chúng ta cùng xem tin tức về đợt rét đậm nhất trong 44 năm trở lại đây. Khu vực núi có tuyết rơi không còn lạ kỳ nữa, không ngờ đến khu vực có độ cao 500 m so với mực nước biển cũng có tuyết, bao gồm cung Chỉ Nam, Mao Không, khu Hoa Thành Đài Bắc của Tân Điện, thậm chí ở độ cao 150 m so với mực nước biển là khu Dương Mai cũng có tuyết bay. Người dân nói rằng thật là thần kỳ. Ngoài ra khu vực đồng bằng bao gồm thành phố Tân Bắc và Bản Kiều, còn có cả khu Bắc Ái của thành phố Đài Bắc cũng đều có băng tuyết rơi. Rất nhiều người dân đã háo hức nhộn nhịp ra ngoài xem cảnh tượng kỳ lạ này. Đây là cảnh tượng ở Hoa Thành Đại, Đài Bắc, khu vực Tân Điện, ở độ cao 500 m so với mực nước biển, đã có thể thấy tuyết phủ đầy, người dân kinh ngạc vui vẻ chụp lại cảnh đẹp. Khiến chúng ta kinh ngạc hơn còn có bãi đậu xe Hậu Sơn của cung Chỉ Nam Mao Không, màu xanh với độ cao 355 m so với mực nước biển. Dây điện trên hành lang can sắt đã đóng băng, trên những cây cối và mặt đất đã chất một lớp tuyết, những hộ dân sống quanh đây đang chơi đùa với tuyết. Núi Nhũ Cầu ở đảo Viên có độ cao 390 m so với mực nước biển và sáng sớm cũng đã có tuyết rơi. Người dân nói rằng đây là cảnh tượng trăm năm khó thấy. Càng khiến mọi người kinh ngạc là thôn Lục Phúc, Tân Trúc, phía ngoài vòng xoay ngựa gỗ cũng bày bày những hòa tuyết, mái nhà Hoàng cung Ả Rập lại là một mảng tuyết trắng và ngay cả bánh xe Phong Hỏa và bộ lạc Phi Châu và thần Đại Nộ cũng đều trắng xóa mái đầu. Càng ngạc nhiên hơn nữa là phủ tổng thống cũng có tuyết rơi. Đây vốn là mô hình trong khu vườn của tiểu nhân quốc ở Long Đàm, Đào Viên. Tuy nhiên càng khoa trương hơn nữa là khu nhà chỉ có độ cao 150 m so với mực nước biển ở Dương Mai, Đào Viên cũng có tuyết trắng xóa. Nhiều người dân còn chất người tuyết trên xe của mình. Ngoài ra còn có núi Ngũ Chỉ ở Tịch Chỉ, nửa đêm bắt đầu bay bay tuyết trên núi một mảng trắng xóa. Đây thật là một cảnh tượng hiếm có. Ở Bằng Lâm có độ cao 560 m và Ô Lai có độ cao 700 m so với mực nước biển cũng ào ào đổ tuyết. Lớp tuyết phủ trên mặt đất càng lúc càng dày, người dân vui vẻ chơi đùa với tuyết, rét đậm điên cuồng. Đến cả khu vực đồng bằng ở Bàn Kiều, thành phố Tân Bắc và đặc biệt là khu Bắc Ái, phủ tổng thống thành phố Đài Bắc cũng rơi những hạt sương tuyết trắng. Cục khí tượng cho biết đợt rét đậm này đã tạo nên kỷ lục mới nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử, chạm Tân Ốc 4,2 độ, xóa bỏ kỷ lục cũ là 6,9 độ, chạm An Bộ âm 3,7 độ, chạm Tô Áo 5 độ, Hồ Trúc Tử âm 1,4 độ. Đây là nhiệt độ thấp nhất từ 44 năm trở lại đây. Thưa quý vị, đợt rét đậm cực mạnh này khiến cho một lượng lớn cá măng sữa ở Đài Tây, Vân Lâm chết. Người nuôi cá nói đây là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ qua một đêm, cả bầy cá toàn bộ đều chết hết. Ngoài ra, xã Đại Hồ, Miêu Lật vừa quay đầu thì xuất hiện cảnh tượng tuyết rơi. Khu vườn dâu tây bị tuyết phủ trắng xóa, người nông dân khóc không ra nước mắt. Vì dâu tây là loại quả dễ hư hỏng, khó có thể chịu nổi lạnh, khiến cho tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đưa mắt nhìn ra xa, một khoảng tuyết trắng phủ một lớp dày, lớp tuyết phủ dày khoảng 3 cm, gần như không nhìn ra được đây là vườn dâu tây. Người nông dân nhìn thấy cảnh tượng này thật không còn tâm trí để ngắm tuyết. Không chỉ có vườn dâu tây ở Đại Hồ gặp hạn, vườn dâu tây ở xã Thái An cũng không tránh khỏi. Một số ít còn nhìn thấy vườn dâu tây đỏ, còn nhìn thấy được trong tuyết trắng. Nhưng năm nay do mùa đông ấm nên mùa thu hoạch đã chậm hơn. Bây giờ lại gặp phải tuyết rơi gây nên một tổn thất vô cùng lớn. Cá măng sữa ở Vân Lâm cũng rất thảm hại. Người nuôi cá sáng sớm đi tuần hồ cá phát hiện cá măng sữa có cả ngàn con, tất cả đều bơi ngửa và đã chết hết rồi. Ở trên bè đựng toàn là cá chết. Người nuôi cá nói mấy chục năm nay đây là lần đầu tiên sau một đêm lạnh giá cả một đoàn quân cá đã không còn nữa. Má chết điên cuồng hả? Người nuôi cá nhanh chóng vớt những con cá măng sữa bị lạnh chết lên, xem có thể bán cho xưởng gia công hay không, ít nhiều có thể giảm bớt đi phần nào tổn thất. Đợt rét lần này kéo đến, rất nhiều người bị cảm cúm hơn một tuần vẫn chưa khỏi. Bác sĩ nhắc nhở có thể là do viêm xoang cấp tính gây ra, ngoài nghẹt mũi, chảy nước mũi ra, còn đi kèm với các triệu chứng như sốt cao, ho, đau đầu. Nhiều người lầm tưởng đó chỉ là bệnh cảm cúm thông thường, sẽ chậm trễ việc chữa trị. Nếu như bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, lại là dạng nước mũi dính màu vàng, gần đây có rất nhiều người bị cảm cúm. Thế nhưng nếu bị cảm cúm quá một tuần không khỏi, nên cẩn thận, vì có thể là do viêm xoang cấp tính gây ra. Bí đậu 的话就是一个, 我们人体在胚胎发育时候生成的一个空腔，上呼吸道感染，像是病毒啊, 或者是细菌感染，导致说鼻窦的一个排泄的出口，它暂时的堵塞，造成鼻窦炎。
Viêm xoang cấp tính ngoài các triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi ra, cũng có thể là các triệu chứng sốt, đau răng, mệt mỏi, ho, đau đầu, thông thường trong vòng một tuần sẽ thuyên giảm. Thế nhưng nếu như triệu chứng kéo dài 1 đến 2 tháng trở lên thì có khả năng là viêm xoang mãn tính, có thể nặng hơn là bệnh về phổi, nghiêm trọng có thể gây ra viêm màng não. Nhắc nhở người dân, khi bị cảm chảy nước mũi nhất định phải xì ra, không được nuốt ngược vào. Quá 2 tuần lễ có các triệu chứng giống như cảm cúm, thậm chí mất đi khứu giác, nhanh chóng tìm đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để chữa trị. Đợt rét đậm cực mạnh đến gần, nhưng vẫn còn hơn 6.000 người không hề sợ hãi gió rét. Trong thời tiết lạnh bức 4 độ, ở phía ngoài Tử Nam Cung ở Trúc Sơn Nam Đầu, xếp hàng lãnh tiền. Có người muốn tranh hàng đầu để xếp hàng 6 ngày, còn có người ôm cả em bé mới có 10 tháng tuổi đến để xếp hàng. Sợ gì trời mưa, sợ gì rét đậm cực mạnh, người dân đợi lãnh tiền, nghị lực kinh người, trong thời tiết chỉ có 4 độ, không sợ gì cả. Dòng người xếp hàng kéo dài tới 3 km, người đứng đầu là người này, ông Lý đến từ Gia Nghĩa, ông đã xếp hàng tận 6 ngày liền. Và còn cả người này lái xe từ Cao Hùng đến, ôm một em bé chỉ có 10 tháng tuổi. Từ Nam Cung ở Nam Đầu, dòng người xếp hàng lãnh tiền cùng với thời tiết rét đậm tạo thành một sự đối lập mạnh. Ngày nghỉ Chủ nhật, trong ngoài miếu đều chật cứng người, phía miếu có chuẩn bị điểm tâm và trà gừng để người dân giữ ấm. 6.000 người, trời lạnh rét không đi xem tuyết, mặc cho mưa gió đến đây để xếp hàng. Chỉ có thể nói lần phát tiền này thật sự rất gian khổ mới có thể lấy được. Có liên quan đến tin tức chính trị, người trúng cử Tổng thống bà Thái Anh Văn và Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đến miền Trung Đài Loan cảm ơn đã bỏ phiếu. Một ngày đã chạy hết Đài Trung, Trương Hóa, Nam Đầu, Miêu Lật. Trước đó một ngày, Trường Bí thư Đảng Dân Tiến, ông Lâm Tích Diệu trả lời đề nghị nhiều đảng nội các của Mã Anh Cửu. Hiện nay có tin đề nghị ông Trương Thiện Chính, Phó Viện trưởng Viện Hành Chính, lên làm trưởng nội các mới. Thái Anh Văn tự tin kêu gọi diễu hành cảm ơn đã bỏ phiếu. Thái Anh Văn và Trần Kiến Nhân một ngày chạy dọc khu vực miền Trung Đài Loan, Trương Hóa, Nam Đầu, Đài Trung và Miêu Lật. Đến Đài Trung với hai hành trình, thị trưởng Lâm Giai Long đón tiếp Thái Anh Văn, trưởng bí thư Đảng Dân Tiến Tô Gia Toàn cũng theo sát. Phía ngoài khiến nhiều người liên tưởng vì Thái Anh Văn hình như có ý để Tô Gia Toàn tiếp nhận Phó Viện trưởng Viện Hành Chính. Ngoài ra, hiện nay còn có tin chuẩn bị đề nghị Trương Thiện Chính lên làm ứng cử trưởng nội các mới. Chỉ mỉm cười không trả lời, trước đó một ngày, người trúng cử chức Tổng thống Thái Anh Văn dùng vấn đề quyền lợi trách nhiệm không rõ ràng, chính thức trả lời về đề nghị nội các nhiều đảng của Tổng thống Mã Anh Cửu. Càng nói rằng trước ngày 20 tháng 5, theo Hiến pháp, Tổng thống Mã vẫn là Tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc. Đảng Dân Tiến sẽ không để các thành viên nội các hiện nay bị làm khó tại Viện Lập pháp. Nhưng trong khoảng thời gian giao ban 4 tháng này, có rơi vào vòng quay trống hay không, còn phải thử thách trí tuệ của bà Thái Anh Văn. Tin tức cuối cùng, đưa quý vị đến thưởng thức cảnh đẹp ven biển của đường Tô Hoa. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.